sau bao năm tháng vất vả ngược xuôi, nuôi 4 người con khôn lớn trưởng thành, những tưởng được an nhàn 5 tháng về già. Ai ngờ nghỉ hưu đã hơn 10 năm, là hơn 10 năm ông Nghề bắt đầu phải chung sống với căn bệnh tim mạch. Những cơn đau thắt kèm đánh trống ngực làm cho sức khỏe của ông giảm đi trông thấy. Vốn là sĩ quan quân đội, bản lĩnh can trường của một người lính không làm ông khuất phục. Ông luôn băn khoăn chăn trở, mong tìm lại được sức khỏe cho mình. Tôi là cán bộ hưu trí, là đảng viên và là thương binh 3/4. Thế thì tôi bị cái cơn đau thắt ngực cách đây hơn 10 năm rồi. Thỉnh thoảng nó sẽ đau thắt ngực và khó thở. Và đôi khi nó bị hay vã mồ hôi. Mà làm thì động làm nặng thì là mệt. Tôi có đi khám ở một số các bệnh viện của đa khoa của tỉnh, từ huyện cho đến tỉnh. Thì người ta kiểm tra, thì ta sau đó ta kết luận, người ta thấy rằng là qua cái xét nghiệm ấy, là ta chuẩn đoán là hở van 2 lá, hở van 2 lá, 3 lá và hở động mạch chủ. Thế thì tôi đã có điều trị sau một thời gian nữa, thứ là tôi thấy rằng cái vấn đề là thuyên giảm cũng hơi chậm. Qua những lần tìm thông tin trên báo, biết được món ăn bài thuốc nào tốt cho tim, ông đều cẩn thận ghi lại, rồi cùng bà hỏi người thân, người quen trước khi sử dụng. Cũng trong những lần như thế, cái duyên đến với ông bà khi đọc báo Khoa học Đời Sống. Lần theo địa chỉ một bệnh nhân trên báo, ông đã viết thư cho bệnh nhân hỏi về quá trình điều trị bệnh. Một trong những bệnh nhân, bà Hạ ở Quảng Ninh, đã dùng vương tâm thống có kết quả tốt, viết thư hồi đáp cho ông bà, chia sẻ về quá trình điều trị bệnh của mình. Nhờ đó, ông bà đã quyết định dùng thực phẩm chức năng vương tâm thống. Thì sau đó là tôi có cái chương trình, cái báo Khoa học Đời Sống của tôi mà đã theo trên dưới 10 năm nay rồi. Thì tôi có đăng tải một cái bài và có ghi tên một số những các ông bà ở các tỉnh, ví dụ như là ông Đậu, rồi ông Chính ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Đậu rồi thì ông Cam, và nhất là bà Dương Thị Hạ là ở Quảng Ninh. Đấy, thì tôi đã tìm cái địa chỉ của bà là qua tổng đài nhưng không được. Sau đó tôi phải dùng một bức thư tay. Thì sau đó bà được bà hồi âm lại cho tôi bằng bức thư tay. Thì tôi biết rằng bà là cũng là cái dạng đau tim, tức là thập tử nhất sinh, và bà đã sử dụng cái thực phẩm chức năng vương tâm thống. Thì tôi thấy rằng sau đó là tôi cũng đi tiếp tục, bản thân tôi cũng thấy rằng mình cũng phải là qua báo, thì mình thấy rằng cái việc này chắc rằng là phải có thật. Đấy, và tốt, có tác dụng. Và tôi bắt đầu là tôi cũng sử dụng cái thực phẩm chức năng vương tâm thống là năm ngoái, tức là vào khoảng chừng độ từ tháng 5, tháng 6 rồi đấy, tháng 6 năm ngoái. Đấy, tôi bắt đầu sử dụng. Thì theo cái liệu trình của nó là cứ mỗi một ngày là 6 viên. Buổi sáng là trước khi ăn 30 phút, buổi tối trước khi ăn 30 phút là 3 viên, tức là một ngày là 6 viên. Thì tôi uống được trên 3 tháng, cho đến tháng thứ 4, thì tôi thấy rằng cái bệnh tình thấy là nó thuyên giảm nhiều. Thứ nhất là cái vấn đề cái cơn đau thắt ngực thì nó giảm đi nhiều rõ rệt, và cái việc hiện tượng vã mồ hôi nó cũng giảm nhiều. Thế và vấn đề là ăn ngủ tốt hơn, đấy, ăn ngủ là thoải mái là tốt hơn, giấc ngủ nó sâu hơn, đấy, tốt hơn, và đi lại thứ, và thậm chí có thể những việc nặng nhọc hơn là tôi có thể làm được. Ví dụ như ngày mùa là ví dụ như cái vạc thóc mà bà ấy phơi là tôi có thể là chạy mưa là tôi bưng được vào. Đấy, cho đến bây giờ tôi cảm thấy là sức khỏe của tôi là có tiến triển nhiều. Và đến nay mà nói thì cũng từ năm ngoái đến năm nay, năm 2014 đến năm nay là tháng 5 2015, thì tôi thấy là cũng kết nối được nhiều bác, tức là qua số điện thoại đấy, là trao đổi với nhau, về chia sẻ với nhau những cái bệnh tim mạch này. Và thế là mình thấy rằng cái sản phẩm thực phẩm chức năng vương tâm thống là có hiệu quả, có giá trị. Trải qua hơn 4 tháng sử dụng vương tâm thống, những cơn đau thắt ngực của ông gần như không còn, tình trạng vã mồ hôi cũng ít hơn, ăn ngủ tốt hơn, dần lấy lại sức khỏe cho mình. Lần khám sức khỏe gần đây nhất tại Viện Tim Mạch Bạch Mai, các chỉ số tim mạch huyết áp của ông đã ở mức bình thường. Hiện giờ không những giúp được bà trong công việc đồng áng, ông còn tham gia nhiều công việc của làng, của xã. Đó là món quà, là hạnh phúc lớn nhất mỗi ngày ông bà đang tận hưởng.